thông tin chính thức vụ Công Vinh và Thủy Tiên đã ly hôn. Công Vinh đã lên tiếng phản hồi trước tin đồn đã đường ai nấy đi với Thủy Tiên, sau 10 năm về chung nhà. Cầu thủ Công Vinh và ca sĩ Thủy Tiên được xem là cặp đôi Victoria và Beckham Việt Nam. Cả hai có 6 năm bên nhau trước khi quyết định tổ chức hôn lễ hoành tráng, gây xôn xao cả một vùng quê vào năm 2014. Trong 10 năm qua, Thủy Tiên dần lui về hậu trường để chăm lo cho gia đình, làm thiện nguyện. Công Vinh cũng trở thành người bạn đời đồng hành cùng vợ trong mọi hoạt động. Tuy nhiên, không ít lần Công Vinh và Thủy Tiên vướng tin đồn tan vỡ, dạn nứt hôn nhân. Gần đây, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện loạt bài đăng soi các dấu hiệu được cho là bằng chứng cho việc vợ chồng Thủy Tiên đang gặp trục trặc. Đáng nói nhất chính là việc Thủy Tiên đăng dòng trạng thái đầy tâm trạng lên trang cá nhân: "Em đã dặn lòng đừng đau nữa, đừng cố chấp nhớ một người, người ta đâu quan tâm em nữa, em hiểu chưa?". Trong khi đó, thời gian qua Công Vinh cũng không đăng ảnh gia đình, chẳng tương tác cùng vợ trên mạng xã hội cho đến trưa 21 tháng 6, Công Vinh trực tiếp lên tiếng về nghi vấn đã ly hôn Thủy Tiên. Cụ thể, cựu cầu thủ phủ nhận và cho biết khổ sở vì phản ứng của bố mẹ hai bên, cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị. Hôm qua bố mẹ hai bên gọi điện giáo huấn đạo vợ chồng, cho cặp đôi một chàng rất lâu, hai vợ chồng ngơ ngác chả hiểu là ý gì, riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Té ra ông bà đọc trên mạng nên sinh nghi hai vợ chồng ly dị, quá khổ ạ. À. Công Vinh và Thủy Tiên từng gặp nhiều định kiến, ồn ào khi công khai mối quan hệ tuy nhiên trong hai thập kỷ từ yêu đến cưới công vinh và thủy tiên luôn sát cánh san sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống thời điểm nữ ca sĩ gặp ồn ào từ thiện công vinh sẵn sàng lên tiếng livestream để bảo vệ vợ trước dư luận công vinh cho biết cả hai chưa từng gặp cãi vã hay mâu thuẫn lớn thậm chí những lần giận nhau đều rất ít và được giải quyết ngay trong ngày cựu cầu thủ từng chia sẻ quan điểm còn duyên vợ chồng thì sẽ còn sống kiếp mãi mãi hết duyên thì có níu kéo cũng không giữ được người mình yêu về phía Thủy Tiên, cô từng khoe được chồng cho 40 tỷ tiêu vặt, chuyển khoản nóng 2 tỷ mừng sinh nhật. Nữ ca sĩ cho biết ông xã luôn muốn cô được nghỉ ngơi, chỉ ở nhà chăm sóc con cái. Cô từng chia sẻ, với Tiên, anh Vinh là người chồng, người cha, bạn đời và là người yêu, người bạn. Vì thế, Tiên và anh Vinh luôn tranh thủ thời gian để hâm nóng tình cảm mọi lúc mọi nơi. Ai nói cuộc sống gia đình nhàm chán chứ với Tiên, thì cuộc sống đó luôn là điều thú vị mỗi ngày.